Có gần 80% người lao động họ ghét cái công việc mà họ đang làm, và trung bình người ta sẽ nhảy việc 7 lần trong suốt cái khoảng thời gian đi làm của họ. Kim đã từng đọc những cái cuộc khảo sát này tại Mỹ. Nhưng riêng trường hợp của Kim, từ khi làm sinh viên rồi ra trường được 10 năm thì hiện tại Kim vẫn trung thành với một công việc, một công ty và một ngành nghề duy nhất. Đó là ngành tư vấn tài chính mà hiện tại Kim vẫn chưa có ý định đổi việc, ít nhất là đến thời điểm bây giờ. Cho nên Kim đã bắt đầu tìm hiểu về những cái điều gì mà giúp chúng ta chọn lựa được những cái ngành nghề phù hợp với mình. Các bạn thử test với Kim nha. Thứ nhất, đó là công việc phải khiến bạn cảm thấy có giá trị. Không phải số tiền bạn kiếm được, mà bạn phải cảm thấy là khi bạn làm công việc đó, bạn được tôn trọng, bạn mang đến giá trị cho khách hàng, cho xã hội. Bạn được làm chính mình khi mà bạn làm công việc đó. Thứ hai là công việc này nó phải giúp bạn sống tốt trong hiện tại và có tiềm năng trong tương lai. Dù có những công việc theo mùa hoặc là theo xu hướng xã hội, nhưng ngành tư vấn tài chính của Kim thì vẫn bền. Cuộc sống càng ngày càng hiện đại nên nhu cầu quản trị tài chính của mỗi cá nhân càng ngày càng tăng cao. Thứ ba là công việc đó phải hợp với tính cách, khả năng và quan điểm sống của bạn. Vì khi phù hợp thì bạn sẽ làm cái công việc này dễ dàng hơn so với những người trái tay nghề. Ví dụ một người giỏi về chữ nghĩa, không giỏi về con số mà lại đi làm kế toán, thu ngân, suốt ngày phải phân tích về số liệu thì chắc chắn là phải thay đổi việc rồi. Hay là Kim là một người thích tự do mà bắt Kim phải ngồi văn phòng 8 tiếng một ngày thì chắc chắn có một ngày nào đó Kim sẽ quit job sớm mà thôi. Vậy bạn hãy thử kiểm tra ba gạch đầu dòng trên đây có đúng với cái công việc mà bạn đang làm không nha.